mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Không có vùng cấm trong đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng để làm tốt nhiệm vụ làm trong sạch thị trường là mục tiêu xuyên suốt của lãnh đạo chính phủ, của Bộ Công Thương thời gian qua. Chuyển động mạnh mẽ trong suốt năm 2022 với tinh thần đoàn kết kỷ cương, muôn phương thắng lợi mà Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo từ những ngày đầu năm. Chỉ đạo xuyên suốt đó đã trở thành mệnh lệnh không lời, thành cuộc chiến cao điểm tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại. Cao điểm không chỉ ở những tháng giáp Tết mà còn là cao điểm của tinh thần mới, quyết tâm chính trị mới, cao điểm của những cuộc ra quân tổng lực, phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an, Tổng cục Quản lý thị trường và lực lượng chức năng ở các địa phương. Hàng loạt vụ phá án lớn, triệt phá những đường dây ổ nhóm tội phạm trong lĩnh vực quản lý thị trường, ghi dấu ấn lớn trong năm 2022. Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng tại Đồng Nai, vụ buôn lậu hơn 60 kg vàng tại An Giang, vụ thu giữ hàng chục nghìn vỏ bình Petro Việt Nam Gas tập kết trái phép tại Đông Anh, Hà Nội, triệt phá 3 tổng kho cửa hàng kinh doanh hàng giả, hàng lậu lớn tại tỉnh Tuyên Quang, triệt phá kho hàng khủng chứa nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại Thanh Hóa, vụ bắt giữ lô hàng mỹ phẩm nhập lậu và thuốc trị giá gần 20 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù là đường dây tinh vi nơi biên giới, miền núi hay thiên đường hàng nhái Sài Gòn Square tồn tại nhiều năm tưởng như dai dẳng cũng đã bị xử lý kiên quyết, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Những vụ việc lớn trên cho thấy các lực lượng chức năng đã khắc phục được điểm yếu cốt tử trước đây. Sự chia cắt theo địa bàn để tổ chức phối hợp hành động kịp thời không chỉ góp phần làm trong sạch thị trường mà còn tạo niềm tin cho xã hội, mang lại động lực cho các lực lượng trong cuộc chiến chống buôn lậu và gian lận thương mại vốn ngày càng tinh vi và phức tạp. Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho thấy, lũy kế 9 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý 99.975 vụ việc vi phạm, trong đó có 12.275 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, 82.678 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, 1.866 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước 7.666 tỷ đồng. Có thể nói là ngoài các phương thức thủ đoạn truyền thống thì gần đây ấy, thì các đối tượng sử dụng các cái hoạt động thương mại điện tử cũng như là cái phương thức giao hàng qua chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng hóa, hàng cấm, hàng lậu, hàng giả qua biên giới và trong nội địa. Và cái phương thức này thì các đối tượng che giấu những cái thông tin về cá nhân cũng như là cái địa chỉ để chống đối với cái sự phát hiện và điều tra bắt giữ của các cơ quan chức năng. Và cũng đã có cái phương thức thủ đoạn mới là sử dụng các cái công nghệ cao để sản xuất các cái tem giả, nhãn mác giả, có thể nói là cực kỳ khó phát hiện, để các lực lượng chức năng có thể bằng mắt thường không phát hiện ra những cái phương thức làm giả như vậy. Trên thực tế, việc sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi và phức tạp. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất mà ngay cả quyền lợi của người tiêu dùng cũng đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Không những thế, sự bùng nổ của dịch vụ Internet và hoạt động kinh doanh quảng cáo trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội khiến người tiêu dùng dễ dàng tiếp nhận thông tin và thực hiện việc mua bán các sản phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng. Dự báo thời điểm cuối năm 2022,
nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ở nhiều địa bàn trọng điểm trên cả nước diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng chức năng đang mở cao điểm chống buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngày 10 tháng 12 năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, ký ban hành kế hoạch 115 trên KHBCD389 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo 389, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm Tết 2023, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xác định đối tượng, tuyến địa bàn, mặt hàng trọng điểm cần tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh. Để mà trực tiếp mà chống cái buôn lậu, hàng nhái thì còn rất nhiều việc phải làm, từ việc truyền thông này, đến cái việc là nâng cao cái nhận thức, cái việc bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ, đúng không? Và rất nhiều những khía cạnh khác để mà thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó là cái việc tập trung vào, đúng không? Chống trực tiếp hàng giả, hàng nhái, buôn lậu từ biên giới cho đến là những nơi buôn bán nhỏ lẻ và kể cả ở các cái trung tâm thương mại, đúng không? Thế thì cái việc mà xử phạt mang tính răn đe nó cũng có ý nghĩa rất là quan trọng, đúng không? Thế thì tôi nghĩ đây là những cái giải pháp rất là tổng hợp để mà xử lý cái câu chuyện này. Thế và gần đây nhất thì chính phủ đã ban hành cái kế hoạch 92 này, và tập trung vào cái giai đoạn cao điểm này cũng như cả những năm tới. Thế thì hy vọng là với cái kế hoạch mới này thì chúng ta sẽ thu được nhiều cái kết quả tích cực hơn nữa trong cái việc chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái. Bám sát chỉ đạo của chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục Quản lý thị trường với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tham mưu Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị thành viên ban điều hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Thời gian tới thì tôi nghĩ là các lực lượng chức năng cũng cần phải tăng cường cái công tác phối hợp để mà đẩy lùi cái tệ nạn này. Thì đối với lực lượng thị trường thì là cái lực lượng phòng chống hàng giả trong thị trường nội địa, thì tôi thấy rằng là cần phải có sự phối hợp rất là tốt từ các lực lượng ở biên giới. Khi mà hàng giả thẩm lậu vào thị trường nội địa hoặc là khi sản xuất ở trong thị trường nội địa thì cái công tác nắm bắt thị trường địa bàn, công tác nhận cái phản hồi ý kiến của người dân, của các doanh nghiệp là rất là quan trọng. Bởi vì hàng hóa thì rất là nhiều nhưng mà lực lượng thì cũng rất là mỏng. Do vậy cần sự vào cuộc, những phối hợp của người dân, của các doanh nghiệp và đặc biệt là cái công tác kiểm tra kiểm soát phải thường xuyên quyết liệt hơn và tập trung vào những cái đường dây của nhóm cũng như là những cái tụ điểm nóng ở những cái địa bàn thành phố lớn, những nơi tập trung đông dân cư. Và đặc biệt là cái chế tài trong thời gian tới thì cũng cần phải có tính răn đe hơn nữa, thì để những cái đối tượng làm hàng giả, sản xuất hàng giả thì có thể là chùn bước trước cái lợi nhuận rất là lớn mà do hàng giả nó đem lại. Dù các lực lượng đã chung tay nhưng tội phạm buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, mặt trái của cơ chế thị trường vẫn tiềm ẩn và hoạt động ngày một tinh vi. Cuộc chiến đẩy lùi chúng chưa bao giờ hết cam go phức tạp. Để công cuộc chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái hiệu quả thì ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng cũng rất cần sự phối hợp chung tay của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Phối hợp, quyết tâm, đồng bộ các giải pháp sẽ là bước đường thành để chúng ta ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững. Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mua dài lâu. Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.